Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày cuối năm 2019, vâng, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Hùng Hiến Đông Anh tiếp tục về thêm chiếc đầu băng cối Akai có model là GX635D. Đây là chiếc đầu 635D nút đỏ. 635D là một trong những model đầu băng cối được anh em chơi nhạc tìm mua rất nhiều. Đầu này cho chất âm hay và đặc biệt kiểu dáng rất sang trọng, rất đẹp mắt. GX635D đẹp xuất sắc như mới, đang được bán tại Hùng Hiến Đông Anh với giá là 35 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua đầu băng cối Akai GX635D, xin mời đến với Hùng Hiến Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Chiếc đầu băng cối này đẹp xuất sắc từ bề mặt cũng như hai bên hồi gỗ, không một vết chảy xước, cũng không một vết bong tróc. Đứng chiếc đầu này ta có cảm giác như một chiếc đầu vừa mới được sản xuất, chứ không phải là những đầu đã được sản xuất cách đây mấy chục năm. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua đầu băng cối Akai GX635D hoặc những model khác, xin mời liên hệ Hùng Hiến Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477.